Vâng, xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý cô chú chị và các bạn những hình ảnh tại Việt Trì, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, quý vị và các bạn. Bây giờ là 16 giờ ngày 9 tháng 3 âm lịch. Em Việt, cháu Việt đang ở Hồ Văn Lang. Trước màn hình là hình ảnh trên cầu đi bộ Hồ Văn Lang. Dàn pháo hoa đang được các chiến sĩ sắp xếp rồi, và vào tối hôm nay lúc 21 giờ sẽ có những màn bắn pháo hoa mừng lễ giỗ tổ Hùng Vương, quý vị và các bạn. Chiều nay em Việt cháu Việt sẽ mời quý cô chú anh chị cùng em Việt cháu Việt đi một vòng trung tâm thành phố Việt Trì. Nhiệt độ tại thành phố Việt Trì bây giờ rơi vào khoảng 30 độ C, quý vị và các bạn. Trời mát, có gió. Trưa hôm nay thì nắng chói chang, buổi sáng thì có những hạt mưa. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh thì hãy tặng em một like, cũng như quý vị lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Các dàn pháo đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay vào 21 giờ tối thì sẽ có bắn pháo hoa tầm thấp và tầm cao. Thời gian bắn là 15 phút quý vị và các bạn. Em Việt cháu Việt đang ở trên tuyến phố Tiên Dung. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán cũng bắt đầu chuẩn bị bàn ghế để phục vụ du khách cũng như phục vụ người dân thành phố Việt Trì vào buổi tối. Các trạm phát sóng 5G đã trang bị những cột phát sóng lưu động, quý vị và các bạn, để phục vụ người dân. Vâng, quý cô chú anh chị và các bạn xem được những hình ảnh trên thành phố Việt Trì Phú Thọ, thuộc tỉnh Phú Thọ, thì hãy tặng em một like, cũng như quý vị lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. So với thủ đô Hà Nội thì thành phố Việt Trì không nhộn nhịp bằng, nhưng đường thông hề thoáng, quý vị và các bạn. Những tuyến đường trung tâm rất rộng. Đường Tiên Dung cũng như kiểu là một tuyến đường là trên núi vậy, quý vị và các bạn, như quý vị và các bạn thấy. Em Việt đang thả sốc. Đây, các du khách đang ghi lại những hình ảnh. Đi một vòng hồ, 2/3 hồ Văn Lang các bạn, xong Việt sẽ dừng clip. Đây, quý vị và các bạn thấy xuống dốc
rồi lại lên dốc. Đó là tuyến phố Tiên Dung. À, Tiên Dung. Xin lỗi, tôi đúng. Xe đã bắt đầu căng dây rồi. Tối nay rất đông quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn là bảo tàng Hùng Vương. Việt Châu Việt đang ở trên tuyến phố Trần Phú. Tuyến phố Trần Phú thuộc thành phố Việt Trì. Các bạn trẻ cũng bắt đầu bán bóng bóng rồi. Trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là sân khấu biểu diễn ca nhạc vào buổi tối hôm nay. Âm thanh ánh sáng cũng đang được chuẩn bị rồi. Màn hình quý vị và các bạn là cái cầu Văn Lang bắc ngang qua hồ Văn Lang. Tối hôm nay thì màn pháo hoa sẽ xuất phát ở tháp giữa cầu quý vị và các bạn.
màn hình là ngã tư Trần Phú. Và tuyến phố Nguyễn Tất Thành. Từ Nguyễn Tất Thành và Trần Phú cũng có triển lãm ảnh nghệ thuật quê hương con người Phú Thọ. Sao thời tiết tối hôm nay không mưa quý vị và các bạn, trên bầu trời thì vẫn rất âm u. Hình ảnh trên hồ Văn Lang, người dân thành phố Việt Trì đang đi rèn luyện sức khỏe cũng như là đang ngồi hóng gió. Với tuyến đường rất rộng Nguyễn Tất Thành, vào buổi tối hôm nay thì wow, cực kỳ đông quý vị và các bạn. Hình ảnh siêu mẫu đang diễn. Bộ thiết kế thời trang rất đông. Và trước màn hình quý cô chú anh chị và các bạn là một lâu đài. Lâu đài đúng nghĩa quý vị và các bạn.
Bắc. Mình thấy lâu đài vẫn còn giữ một màu xi măng, chắc chưa hoàn thiện quý vị và các bạn. Bà Nguyễn Tất Thành và phố Nguyễn Văn Linh, quý vị và các bạn. Hình ảnh rất đẹp. Với năm trước thì năm nay Việt thấy công viên Văn Lang, các khu vực trang trí hoa cũng ít hơn. Tòa nhà này thuộc văn phòng kinh doanh công ty Hải Linh, quý vị và các bạn. Nghĩa lâu đài, khu đất rộng, wow, quý vị và các bạn thấy, mặt tiền về 60 mét, màn hình là ngã tư Nguyễn Tất Thành và tuyến đường Hai Bà Trưng. Em Việt cháu Việt đi một đoạn trên tuyến đường Hai Bà Trưng, em Việt cháu Việt sẽ dừng cửa điểm. Ngay góc Hai Bà Trưng và Nguyễn Tất Thành, tối hôm nay cũng có sự kiện xa xa như quý vị và các bạn thấy, cũng có những sân khấu chắc chắn là biểu diễn ca nhạc rồi. Em Việt, cháu Việt nhìn từ công viên Văn Lang.